Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chư Phật tử gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2017, ngày thứ năm là kỳ thứ 11, lần thứ 11 huynh đệ chúng ta gặp gỡ chia sẻ với nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phẩm thí dụ thứ ba, của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kính thưa quý Phật tử, là coi như là chúng ta đang đi ngang cái phẩm gọi là khai tri kiến Phật. Thì tôi nói cho các vị Phật tử nghe đó. Thật ra mà nói thì quý vị phải nên hiểu rằng cái chuyện tu hành, cái chuyện giải thoát giác ngộ con người thật sự nó không khó. Nó không khó, nhưng mà đòi hỏi con người có cái quyết chí để nhìn tường tận cái cuộc đời này hay không. Đòi hỏi con người có chịu buông bỏ hay không. Mà buông bỏ ở đây là buông bỏ không phải là biểu quý vị là coi như là tôi dùng cái danh từ là không phải biểu quý vị là coi như là bỏ hết những cái mà giống như rỗng không, như lông rùa sừng thỏ. Mà buông bỏ những cái tư tưởng chấp mắc, buông bỏ những cái tham vọng, buông bỏ những cái sân hận, những cái ích kỷ, đê tiện, đê hèn. Còn ở việc trần đời này, các vị cứ việc bình thường sống, vẫn sống, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn thở, vẫn bình thường. Nhưng mà làm sao mà mình trong cái bình thường đó mà mình có được cái khinh an tự tại đó, mình có tấm lòng, mình có sự yêu thương gắn bó, mình có sự dung hòa tha thứ thì quý lắm rồi. Hiện bây giờ tôi và các vị đang đi trên cái lộ trình, đi trên cái lộ trình để về tới cái bảo sở. Hiện giờ ta đang đi trên cái con đường của phàm phu, của nhân thừa, rồi thiên thừa, Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, và lần hồi đi tới đích cuối cùng của chúng ta, trở về với con người thật của chúng ta, đó là Phật Thừa. Thì khi đi đến ngưỡng cửa từ cái đoạn đường này, chúng ta đi trên đoạn đường dài như thế này nè, đoạn đường dài mà tới đích Phật Thừa rồi đi đâu nữa? Chúng ta có quyền hỏi điều đó. Thí dụ ta được đi về tới đích rồi, ta đi đâu nữa? Thôi chắc gì cũng không đi đâu nữa. Khi tới đích rồi thì chúng ta hòa qua cái pháp giới bao la, cái vũ trụ, cái đồng trần này. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục đi trên cái lộ trình, tiếp tục viễn trình trở lại cái lộ trình cũ. Nhưng mà cái lộ trình cũ này đó, nó không có khó khăn, nó không có làm cho chúng ta phải cần người dìu dắt nữa. Mà cái lộ trình này chúng ta đi một cách nó thoải mái, nó an lành. Giờ đi trên cái lộ trình này là để dẫn người đi. Còn bây giờ hiện giờ chúng ta đang đi mà nhờ người dẫn, nhờ lời Phật dạy, nhờ thầy lành bạn tốt dẫn đường. Chỉ tới một ngày nào đó rồi chúng ta trở lại trần đời này, chúng ta không là người bé bỏng nữa, mà chúng ta là người dẫn đường lại cho người khác.
Đó là lý tưởng của Phật dạy. Thì khi mà chúng ta vùi đầu trong cái vô minh, trong cái tham lam sân hận ích kỷ si mê ngã mạn nghi ngờ, trong cái thân kiến viên kiến tạc kiến kiến thủ với cấm thủ vân vân, thì chúng ta luôn lúc nào tâm trạng chúng ta cũng lo âu, tâm trạng chúng ta cũng sợ hãi, tâm trạng chúng ta cũng đầy dẫy những cái phiền toái khổ lụy. Bây giờ chúng ta đoạn trừ được những cái kiến hoặc tư hoặc, thì con người chúng ta bắt đầu sống nó có một cái an lành, nó có giác ngộ rồi. Mà giác ngộ của mình ở đây là giác ngộ mới có vượt thoát ly được cái tam giới. Mà khi thoát ly được cái tam giới như vậy thì chúng ta đạt cái thành tựu quả vị cao nhất gọi là A-la-hán. Rồi cũng không phải dừng nghỉ ở đây nữa, mà đi tiếp. Đi tiếp đoạn đường còn lại để mà quán cải trên cái lộ trình của đi của mình đó. Bắt đầu mình vượt qua khỏi cái chỗ mà thoát ly tam giới rồi đó, thì mình mới quay đầu trở lại. Quay đầu thấy cái đoạn đường dài của mình đã đi qua, rồi còn bao nhiêu người còn đang hụp lặng, còn đang trầm nịch trong cái đoạn đường đó. Mình thương, mình kêu ớ, mình cứu, mình động viên, mình sức tấn người ta đi, để người ta lìa cái vô minh, lìa cái tham ái, thì người ta thành tựu, thì người ta đi cùng với mình. Đó là trên bước đường gọi là duyên giác thừa. Rồi tiếp tục đi nữa, cũng đổ đường đi, nhưng mà mình đem hết cái tấm lòng của mình ra, mình bố thí, mình trì giới, mình tinh tấn, mình nhẫn nhục, mình thiền định, mình trí tuệ. Thì trên cái lộ trình đó, ngang cái giai đoạn đó gọi là Bồ Tát thừa. Và thành tựu vô thượng bồ đề gọi là Phật thừa. Mình hiểu rõ như vậy, cái đoạn đường đi từ phàm phu cho tới thánh vị, cho tới thành Phật nó như vậy. Nhưng mà cái đoạn đường này nó dài, cho nên Đức Phật phải chia ra từng cái giai đoạn. Mà cái giai đoạn đầu tiên là vượt khỏi cái phàm phu á, thì thành tựu A-la-hán. Cho nên cái hàng tiểu thừa, cái hàng thinh văn á, họ chỉ chấp nhận tới đó mà thôi. Họ chỉ chấp nhận cái quả vị A-la-hán, là họ cho là họ đã vượt khỏi cái phàm phu sinh tử rồi. Vậy mà trên cái tinh thần của tiểu thừa, của tư tưởng Nam truyền á, thì họ chỉ chấp nhận tới đó thôi. Họ cho họ là đủ rồi, họ không quan trọng gì cái gì khác nữa. Vì cái tư tưởng nó nhỏ nhen như vậy, ích kỷ như vậy mới gọi là tiểu thừa. Còn tinh thần đại thừa thì nó phóng đại hơn, có thể vẫn còn ở trong cái cuộc đời này, nhưng mà người ta đem cái tâm người ta có thể giúp người cứu, vì có thể gọi là sát nhất miêu cứu vạn thử, có thể là hại một người mà có thể cứu nhiều người cũng được, miễn làm sao trên tinh thần lấy số đông, lấy cái sự lợi lạc của số đông để mà giúp người, cho người ta bớt cái khổ não bi ai, bớt cái bị những cái nhồi nhét, những cái hiếp đáp vân vân, thì Bồ Tát có thể ra tay làm tất cả mọi chuyện. Mới chỉ trước trần đời này. Mà điều tôi nói cho các vị biết rằng, trước sau gì duy nhất tôi vẫn giữ lập trường là nói đúng cái đạo Phật của mình, là không có tin tưởng cái thế giới bên ngoài. Cái chuyện đi trên đoạn đường dài đó là quyết chí hay không là do ta. Và ta chỉ nương, ban đầu ta chỉ nương những cái lời của Phật, lời của Tổ, lời của Thầy lành bạn tốt để mà chỉ dẫn, để mà cùng đi, cùng tu, cùng học với ta thôi.
Còn cái tin tưởng mà có ông này, ông kia, ông nọ trên mây, trên trời, trên đầu, trên cổ gì đó, là cái chuyện đó của cái tôn giáo, của cái tà giáo ngoại đạo. Chứ còn Phật giáo không có tin tưởng tên nào hết, không có tin tưởng cái người nào có khả năng giúp cho ta ngoài ta hết. Nhưng mà nói vậy khó nghe. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà tôi nói hôm bữa thứ ba. Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất là: tôi xưa kia đã từng giáo hóa ông, đã từng dìu dắt ông trên bước đường thành Phật, nhưng ông lại quên mà tưởng là diệt độ trong khi chưa tới đích. Tuy nhiên tôi nói trước cho ông biết là trong vị lai vô số kiếp, ông sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Cái kiếp tên là Ly Cấu, mà cái nước tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Thì thưa với đại chúng là cái việc mà cái việc thọ ký thành Phật á, là cái việc của ba đời chư Phật. Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất: trong đời vị lai, ông phụng trì chánh pháp, cúng dường bố thí, làm đủ cái đạo Bồ Tát, rồi sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Cái nước tên là Ly Cấu, mà cái kiếp tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Thì cái việc thọ ký á, tức là Xá Lợi Phất, đây là một cái việc thọ ký đầu tiên trong vô số đối tượng được thọ ký ở Kinh Pháp Hoa. Cái nguồn tư tưởng Kinh Pháp Hoa là vấn đề thọ ký là chân lý phổ biến. Vậy thì trong cái tất cả chư Phật, thể một khi mà sắp viên mãn cái việc xuất hiện ra nơi đời giáo hóa chúng sanh rồi đó, thì lấy cái việc thọ ký này là cái việc quan trọng để mà chuẩn bị hoàn thành sứ mạng, cũng như buông bỏ cái công việc mà giáo hóa chúng sanh ở nơi hiện đời. Cho nên cái chân lý, cái chuyện thọ ký thành Phật là cái việc của ba đời chư Phật sắp kết thúc một cái gì, một cái chu kỳ, một cái vị Phật để mà giáo hóa chúng sanh trong hiện đời. Nhưng mà thọ ký thành Phật là một việc, nhưng mà điều kiện thành Phật thì lại là một việc cần quan tâm đặc biệt. Cái gì nhá? Cái chuyện thọ ký thành Phật thì ai cũng nói được hết, nhưng mà cái việc thành Phật lúc nào, thành như thế nào và ai thành thì đó là một việc đặc biệt cần quan tâm. Cho nên sao lại Pháp với Bạch Thế Tôn là trước kia Phật cái thường dạy rằng giáo pháp của Như Lai á, có công năng lìa xa sanh già bệnh chết, được cứu cánh niết bàn. Hôm nay Phật dạy là tu hành rốt ráo thành Phật. Hàng thanh văn chưa hết nghi ngờ, cho nên cuối sinh Thế Tôn từ bi mà chỉ giáo cho chúng con. Thật sự hàng thanh văn chúng con chưa hết nghi ngờ đâu, xin Đức Phật mà từ bi chỉ giáo. Thì Đức Phật mới bảo là trước kia Như Lai đã từng nói với ông rằng là tất cả giáo pháp Như Lai đều là phương tiện để mà đưa đến đạo quả Bồ Đề. Nhưng thôi, ông nói như vậy thì để cho đại chúng hiểu, Như Lai có mấy thí dụ này. Là cái thí dụ là ông trưởng giả giàu có, tuổi đã lớn, nhà có con cháu rất đông, nhưng phải nguy là cái nhà xây lâu ngày hư mục, lửa bỗng cháy ngùn ngục, lối ra chật hẹp chỉ có một cửa. Cái chỗ này thì các vị thấy rằng Như Lai mượn ông trưởng giả ý chỉ cho Như Lai đấy. Dù là một vị Như Lai Thế Tôn giải thoát giác ngộ trên trần đời này
cái trí tuệ thông minh đại biện tài, cái phước đức, cái vô lượng như vậy đó. Nhưng mà một khi còn mang cái tấm thân ngũ uẩn này thì Như Lai cũng không có cách nào, không có hơn gì khác chúng sanh bình thường để mà làm những cái chuyện phi thường khác được. Như Lai có hơn mọi người trong trần đời này, Như Lai có hơn pháp giới chúng sanh này là chỗ, ở chỗ là Như Lai là cái người thông thái, cái người nhận ra cái Phật quyền của chính mình trước chúng sanh thôi. Như Lai nhận trở lại, Như Lai sống trở lại với cái Phật quyền của chính mình thôi. Chứ còn cái thân thất đại ngũ uẩn này thì Như Lai cũng như bao người, Như Lai không có làm gì cách gì khác hơn được. Cho nên bởi vì Như Lai mới nói là có ông trưởng giả giàu có của cải, con cái rất đông, nhưng ngặt nổi cái nhà có cái nguy cơ là xây lâu ngày nay đã hư mục, lửa bốc cháy ngùn ngụt, lối ra chật hẹp, chỉ có một cửa thôi. Vậy chứ đang nói là Như Lai bây giờ là Như Lai đã 80 tuổi rồi. Lúc Như Lai nói cái pháp hoa này là 80 năm rồi, 80 tuổi đời rồi. Như Lai, cái ông trưởng giả này nó cũng đã già rồi. Cái nhà này xây đã lâu ngày, hư mục rồi. Đó. Như vậy mà ngạc nổi Như Lai mới nhìn lại cái tam giới này, cái trần gian này, cái những cái thế giới vật chất này nó hùng ngùng ngục, nó bốc cháy, mà lối ra thì chật hẹp, chỉ có một cửa thôi. Là quý vị biết cửa gì không? Cửa tử, cửa diệt, gọi là, hay nói theo với từ Việt Nam là cửa chết. Con người sống là chuẩn bị cho sự chết. Vậy mà ta chuẩn bị quá nhiều những cái dư thừa, chứ ta quên rằng ta sống đây là ta đang chuẩn bị cho cái chết. Nói như vậy có bi ai không? Thưa không. Cái người còn yêu đời, còn quá đầy tham vọng thì nói chết thì nghe nó giống như có gì sợ sệt bi ai. Chứ cái người mà đã phong ba bão táp, đã gió sương từng trải, đã thấu rõ cái chân lý thật sự thật cuộc đời, nghe tới chết thì người ta không có chuyện gì mà phải bi ai. Ai cũng biết là mình sống hôm nay là chuẩn bị cho cái chết của ngày mai đây. Bởi vì cuộc đời này không có ai sống hoài không chết. Cho nên con người mình chỉ có cái nhà này chỉ có một cửa. Hiện bây giờ chúng ta đi có một cửa thôi, là cửa tử. Cũng như tất cả các vị mà không nói chung là riêng người lớn hay người trẻ, mà hiện bây giờ ai cũng có cái giấy để kêu đi hết rồi đó. Mà tại vì mình còn cù cưa, mình còn dùng văn, mình còn nợ nần quán trái, mình chưa đi, chứ còn ai cũng có cái giấy tử rồi hết trơn rồi đó. Giấy tử nó báo, nó réo gọi từng giờ từng ngày. Vậy mà trong nhà Phật bị chúng ta hãy tiếc cái bóng Quan Âm và tiếc cái bóng chiều. Mỗi ngày cái bóng chiều nó tới là ta đã mất một ngày. Vì vậy mà khi cái bóng chiều, chúng ta hãy nên ngồi lại, nhìn lại, quán chiếu lại, coi cái mình làm được gì trong một ngày. Mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho chúng sanh, cho nhân quần, cho xã hội. Còn là mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, mình làm cái gì đau khổ cho mình, cho người, cho chúng sanh, cho nhân quần, cho xã hội. Mình nên mỗi ngày mình kiểm tra lại. Mỗi ngày mình nên kiểm tra. Cho nên trưởng giả, bây giờ cái thân trưởng giả thì cũng đã già nua, mà cái nhà trưởng giả thì đã hư sụp. Cho nên trưởng giả thấy các con của trưởng giả nó vui chơi,
nó không biết lo sợ cái gì là lửa, cái gì là cháy, cái gì là nhà hư sụp, cái gì là rắn rít bò cạp. Cho nên trưởng giả muốn định xông vào để cứu các con ra, nhưng ngặt nỗi cái nhà có một cửa, không thể đem ra một lúc được. Trong lúc nguy hiểm đó, trưởng giả mới nghĩ ra một cái kế để mà cứu các con ra. Thì cho nên trưởng giả mới dụ: này các con ơi, mau mau chạy ra, ta có những cái thứ đồ vui thích để ta tặng cho các con, ta ban cho các con, ta cho các con. Con mau ra đi. Nhất là ta có ba thứ xe nè, xe dê nè, xe hươu nè, xe trâu nè, và những thứ đồ chơi tốt đẹp. Xe nào cũng đẹp hết các con ơi, trang hoàng lộng lẫy. Các con hãy mau ra mà tự chọn cho mình cái ý thích. Cho nên các con nghe như vậy mà hoan hô, mà vui vẻ, mà xô đẩy để chạy ra khỏi nhà lửa. Chạy ra khỏi nhà lửa. Cho nên ông trưởng giả chỉ cho Phật, còn những đứa con chỉ cho chúng ta, chỉ cho chúng sanh. Ham mê danh vọng, vui đùa trong ngũ dục, lửa cháy, mục nát, rắn rít, bò cạp, chỉ cho những cảnh thống khổ của chúng sanh là sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não trong tam giới. Ba thứ xe là dụ cho ba cái bậc tu hành. Nào là bậc thinh văn, bậc duyên giác và bậc Bồ Tát. Bậc thinh văn thì ví như xe dê, gọi là tiểu thừa. Bậc duyên giác thì ví như xe hưu, gọi là trung thừa. Bậc Bồ Tát ví như xe trâu, là đại thừa. Thì bậc Bồ Tát là vì người mà quên mình, cho nên ví như xe trâu trắng lớn. Xe nhỏ thì ví như những cái hạng người chỉ có khả năng tự độ, không giúp ích được gì cho người khác. Còn xe lớn ám chỉ cái tánh tích cực của hạng người, ngoài phần tự độ mà còn xem trọng cái việc độ tha. Vậy thôi. Cho nên trước kia Phật chia giáo pháp ra ba bậc là vì chúng sanh mê sống trong cái cảnh thế, trong cái cảnh thể xác và tâm tình, gọi là dục sắc vô sắc. Đó. Phật biết chúng sanh ham những món quà nên dụ cho ba thứ xe. Khi ra đến ngã ba đường rồi, an ổn rồi, thì ông trưởng giả chỉ cho một thứ xe, là xe Phật thừa mà thôi. Xe Phật thừa. Thì Đức đến đây, thì Đức Phật mới hỏi Xá Lợi Phất: ông trưởng giả đã hứa cho ba thứ xe, nay lại cho có một thứ mà là thứ lớn và tốt nhất, vậy ông có nói dối không? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: dạ không. Dầu cho thứ xe nhỏ nhất, xấu nhất, ông trưởng giả kia cũng không nói dối à. Vì cái việc hứa cho xe chỉ là phương tiện, là một cái phương thế để cứu giúp các con ra khỏi nhà cháy. Phật khen: đúng đấy, đúng đấy. Như Lai đã ra khỏi thế gian, nhưng mà vẫn vì sự lợi ích của tất cả mà trở vào nhà lửa ba cõi hư mục này để độ chúng sanh ra khỏi cái nạn lửa sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, ngu si tối tâm. Như Lai, ông trưởng giả kia vẫn sống trong cảnh khổ nhà cháy như thế, nhưng mà Như Lai chạy ra rồi, Như Lai biết rồi, cho nên nhờ đứng chứng kiến cái cảnh đó mà ông trưởng giả kia mới tìm cái phương cách mà cứu các con chạy ra khỏi nhà lửa. Như Lai mới nghĩ cái phương cứu độ đem trí tuệ thần thông ra giảng nói ư? Không thể được. Chúng sanh đang bị thiêu đốt, đau khổ, mê muội thì làm gì nghe hiểu. Vì vậy phải dùng một phương thế nào đó miễn cứu chúng ra khỏi là được. Do đây mà có cái quyền lập phép tu sửa. Một là thinh văn thừa là xe dê, hai là duyên giác thừa là xe hưu, ba là Bồ Tát thừa là xe trâu,
tùy căn cơ trí tuệ của mỗi hạng chúng sanh. Cho nên khi chúng sanh nó còn mê muội thì không thể đem trí tuệ, đem thần lực, thần thông ra mà giảng nói được. Nó còn đang mê muội thì phải tìm cái phương pháp, phương thế để mà dẫn dụ cứu cho nó ra khỏi, gọi là phương tiện. Nên nó mê cho nên là phải lấy cái pháp để đối trị. Cho nên như vậy mà quý vị nên nhớ, có lần tôi đã nhắc rất kỹ rồi, Đức Phật có bốn cái cách thuyết pháp gọi là tứ tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, và cái mục tiêu chính cuối cùng của Phật đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì có khi Đức Phật phải dùng cái pháp để đối trị. Đối trị cái bệnh lầm chấp của chúng sanh, mà phải đưa ra cho nó một cái thế giới nào khác để cho nó mong đợi, nó hy vọng, nó trông chờ, để mà nó mới lìa được cái trần lao sinh tử, sanh già bệnh chết. Thì như vậy thì cái việc mà Như Lai có nói hay không có nói đưa ra cái cảnh giới cực lạc ở Tây Phương, Như Lai có đưa ra cái cảnh nào đó ở Đông Phương chẳng hạn, cũng không có gì là sai hết. Đây là một cái cách giáo hóa gọi là đối trị tất đạt. Bởi vì cái cuộc đời này, nó trần lao sinh tử này, chúng sanh nó tạo nghiệp quá nhiều rồi. Nó tạo những cái thứ quan gia trái chủ, nó tạo những cái thứ tham vọng, sân hận, ích kỷ, si mê nhiều quá rồi. Cho nên nó nhàm chán, nó khổ đau, nó khóc nhòa. Thì Như Lai phải dùng cái viên kẹo mà dỗ ngọt nó. Này con à, cha mẹ phải dùng viên kẹo dỗ ngọt, thôi con nín đi, con đừng khóc nữa. Này, cha cho con, mẹ cho con, anh chị cho con cái viên kẹo đây, ngậm đi con, ngậm ngọt đi con. Cũng như cái cuộc ta bà này khổ quá hả con, đau đớn quá hả con, thôi để rồi mơ mốt đây rồi ta cho con sinh sang cái chỗ an vui ở Tây Phương cực lạc, con đừng có bi ai nữa, con về bên đó là vui lắm, vui tột cùng, vui không có cái gì buồn hết đó con à, còn ở ta bà này khổ lắm con, thôi vậy thì bây giờ con biết nó khổ rồi, con bỏ nghe con bỏ đi. Con ráng cầu nguyện cho vãng sanh tịnh độ nghe con. Con bị con vợ con nó bỏ con hả, nó thấy thằng kia có tiền của hơn con, nó bỏ con hả, thôi con nghe lời ta đi, nó vô thường. Quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, con nghe lời ta đi, con đừng có nghĩ tới nó nữa, con nghĩ tới cái sự an vui đi, để rồi đây rồi cái Phật Di Đà rước con. Nhưng mình đang đau khổ mà mình nghe vậy là coi như là giống như mình có một cái niềm an ủi lớn vậy đó. Như vậy Như Lai làm gì đâu có tội tình gì đâu. Như Lai đưa ra cái pháp môn vụ khỉ vậy Như Lai có tội hết á, tại vì ta đang đau khổ thì Như Lai phải diệt trừ cái đau khổ đó cho người ta, mà bây giờ diệt trừ bằng cách mà nói là tánh không liền, ta đâu có chịu nghe. Cho nên là phải dẫn dụ dẫn thôi. Mà dụ dẫn thì nói bây giờ con ơi, ráng đi con, mơ mốt có Đức Di Đà đó, coi như ông Phật này, ông sáng suốt, ông màu nhiệm, ông thân màu vàng, ông xuống, ông rút con đi về bên đó khốn say. Giống như đứa con nít vậy, nó sợ bóng đêm, nó sợ bóng đêm, nó khóc thì dụ nó thôi, em ngồi đây đi, em đừng có đi lung tung nữa, ông kẻ bắt em à, ngồi đây đi, chị cho em ăn kẹo ha, mẹ về cho em ăn bánh. Cái điều này không có cái gì mà tội lỗi mà sai hết. Nếu mà Như Lai có nói như vậy cũng không có gì là sai trái, không có gì là tội lỗi hết đó. Chẳng qua nó khù khờ, nó nhẹ dạ, nó yếu tim, nó đau khổ, cho nên bây giờ phải dụ dẫn nó ra vậy, không có gì đau khổ, không có gì tội lỗi hết.
Dù là nó gian, nó dối, nó ngoa, nó không sự thật, nhưng mà sở dĩ tại vì muốn giúp cho nó an tâm thì không có gì tội lỗi. Nhưng mà giờ này Như Lai nói thật là cái điều đó là phương tiện của Như Lai nói mà nó không chịu nghe, lúc này mới là cái điều nguy hiểm đây nè. Cái lầm chấp tu như vậy đủ rồi, hiểu như vậy được rồi. Cái tôi mới móc đây à, tôi rút cái hồn tôi đi về bên đó cho nó là xong rồi. Nó tới đây rồi là cái đầu nó cứ cứng khừ như vậy rồi thì thưa các vị là khó chuyển lai vô cùng. Nó còn kẹt ở trong cái chỗ có tin tưởng, có một cái đấng ở bên ngoài như vậy là coi như là cái chúng sanh mà như vậy là khó trị lắm. Bởi vì nó quá ư là đau khổ. Nó tạo quá nhiều cái quan trái. Cho nên bây giờ nó chỉ muốn là coi như là nó sinh sang một cái chỗ nào đó nó an vui hơn. Nó bất chấp ai nói, ai rằng, ai khuyên, ai can, nó không chấp nhận, nó không nghe nữa. Nó chỉ hiểu như vậy, biết như vậy mà thôi. Nó bằng lòng như vậy. Đó là một cái điều khó. Mà khi cái nghiệp nó như vậy rồi đó thì nó gặp những cái tên đầu sỏ như vậy nữa là một cái điều nguy hiểm vô ngần nữa chứ. Nó gặp tên những cái tên mà gọi là đá cá lăng dưa, gọi là len lỏi vào trong cái nhà chánh pháp của Như Lai để truyền bá cái mê tín dị đoan, truyền bá tầm bậy tầm bạ nữa là còn nguy hiểm nữa. Thực sự sự thật là thưa với đại chúng là từ cổ cho chí kim, tất cả kinh tạng của Phật không có kinh tạng nào mà Đức Phật nói về cái hồn hết. Không có kinh tạng nào mà Đức Phật nói về cái hương linh, hay là cái hương hồn, hay là cái mà người ta không rời mỏ nắm bắt được. Nhưng làm nói bởi vì tất cả kinh tạng của Đức Phật, của chư Phật hay là của đạo Phật là thân tâm phải hợp nhất. Như Lai dạy là thân với tâm nó phải đi liền, chứ không hề Như Lai dạy cái cách mà để tách rời thân tâm. Vô lấy đạo Phật không có kinh nào, đọc kỹ coi, không có kinh nào Như Lai dạy cái tách rời thân tâm á, mà luôn luôn thân và tâm nó phải gắn liền nhau, đi liền nhau, viễn trình với nhau, song đôi với nhau, cũng như hình với bóng, không thể tách rời. Còn nếu ngày nay mà thầy chùa, ông thầy tu nào, bà giải nào mà còn hướng dẫn cái việc mà tách rời giữa thân với tâm, cái đó là cái loại mà tà kiến ngoại đạo. Dù biết rằng cái thân này nó là giả quyển, nhưng mà do cái nghiệp lực, do cái duyên mà nó gá tạo mà thành, thì có thân này thì mới có cái thức này. Thì thân thức này một khi nó còn thì nó còn đủ, mà nó rã tiêu hết, chứ không có cái chuyện mà khi nó rã cái vật chất này mà nó còn một cái nào đó gọi là linh hồn. Còn ma tơi quỷ sống, quỷ khóc thần sầu, là tôi nhắc lại là những cái tư tưởng đó là những tư tưởng tà giáo ngoại đạo. Còn cái chuyện mà để phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỉa của trần gian này á, thì sẽ bày ra là phải là người chết rồi phải cúng thất, cúng tần, cúng ma, cúng quỷ, cúng cô hồn, cúng các đảng, cúng cầu an, cầu siêu, cúng trục vong, vớt vong rồi đó. Đó là cái chuyện bày ra để phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỉa của cái người còn sống. Của ông thầy tu, ông thầy cúng, ông thầy chùa, ông thầy giải. Chứ còn cái chuyện mà đạo Phật không có bài ra cái những vụ đó là do cái một số sau này bài ra để mà phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỉa. Tôi dùng danh từ nó hơi nặng nề, hơi tục tằn vậy đó, phục vụ cho ăn mặc ở ngũ ỉa của trần gian này mà bài biện ra rồi để rồi làm những cái điều mà nó đưa con người tới lạc hậu, tới mê tín dị đoan, tới quan đường, tới quyến hoặc. Chứ còn thật ra tất cả kinh tạng không có kinh nào
mà chánh kinh mà tách rời giữa cái thể xác và cái tinh thần hay là cái linh hồn. Cho nên các vị kệ đó, ai có nói mình ngu, ai nói mình khùng, ai nói mình tin không tin cũng không sao hết. Mà mình bồi bổ trí tuệ cho mình hiểu như vậy, mình biết như vậy là mình đã là có cái chủng tánh Phật thật sự rồi. Còn chuyện của mấy ông thầy tu mình mà phô môi khóe mép mà nói những cái chuyện mà giống như là thần thánh quá hiểu biết rồi đó, thật sự đó là cái đồ thuốc dọn. Nghe bảo khoan ông thầy, không có bất tư nghị thì làm sao có thành, không có vô nghệ tự tại thì làm sao có thông. Mà ông thầy đi nói cái chuyện mà chuyện linh hồn hay chuyện ma quỷ hay là chuyện thế giới bên ngoài. Cái người mà đạt được thần thông gọi là bất tư nghi, là không thể nghĩ bàn đó, thì mới có thần, mới thấu rõ, vô ngại tự tại, không có cái điều nào ngăn ngại thì mới thông được. Bây giờ anh chưa có vô ngại tự tại, chưa có bất tư nghi, mà anh cứ toàn anh nói cái chuyện mà làm cho con người sợ sệt, làm cho con người tin tưởng, làm cho con người lo âu, mà con người nửa nghi nửa ngờ như vậy, nó không phải là chánh pháp. Nói chánh pháp là nói phải đúng như thật. Nói cái gì mà con người biết được, tin được rõ ràng, đó là chân lý. Nên tôi nói các vị vậy đó. Cho nên Phật giáo hóa ba bậc, ba thừa là vì chúng sanh mê sống trong cái cảnh thể xác và tâm tình. Hay nói khác hơn là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phật biết chúng sanh ham những món quà nên mới dụ ba xứ xe, mà khi ra tới ngã ba đường thì Phật chỉ cho một thứ xe. Phật hỏi trưởng giả có nói dối chăng? Không. Vì muốn cứu các con nó phải phương tiện như vậy. Nhưng mà khi các con ra khỏi sự nguy hiểm rồi đó, không cho một thứ xe nào cả, còn không nói dối, hà huống cho một thứ xe trâu trắng đẹp lẹ. Đẹp đẽ. Bấy lâu nay Phật bảo mình tu đi, tu cái pháp này để chứng cái pháp này, tu cái pháp này để chứng cái pháp này, tu như vậy để chứng như vậy, để được như vậy. Như vậy thì không sai. Nhưng mà cái chứng cái được đó thì thật sự chưa có gì chứng, chưa có gì được hết. Chỉ là một trạng thái của tư tưởng, một trạng thái của tâm hồn thay đổi thôi. Chứ còn thực chất của anh là chưa có phải là hoàn toàn rỗng rang vắng lặng, chưa phải là thanh tịnh hư vô. Mà cái điều Như Lai muốn cho chúng ta phải là đạt tới cái chỗ hoàn toàn vắng lặng, không còn cái chỗ trụ chấp, không còn một cái gì mà gọi là cặn bã lặng nhặn ở trong cái tư tưởng của ta nữa, mà lúc bây giờ là phải hòa tan cái vũ trụ bao la, phải hòa với cái vũ trụ bao la, rồi anh cũng tiếp tục trở lại, bất cứ trở lại hành tinh nào, trở lại trần đời nào, thì anh sống an lành tự tại, anh vẫn thảnh thơi. Thì giống như Như Lai vào thành Phật rồi, mà Như Lai cũng phải trở về với cái trần đời này để mà Như Lai dìu đỡ chúng sanh này. Đó là cái mục đích bản hoài tối hậu của mười phương ba đời chư Phật. Phật nào cũng như nhau và không Phật nào khác Phật nào. Như vậy ông Phật không có chỗ trụ. Mà sở dĩ Như Lai quyền biến, Như Lai giới thiệu rằng là có Phật Di Đà ở Tây Phương trụ như vậy, đó là Như Lai quyền biến, Như Lai dụ khỉ. Chứ còn bây giờ mà nếu là nói là các con tin Như Lai đi, tin Thích Ca đi, rồi mong muốn Thích Ca Mâu Ni ta sẽ dẫn sang về, Như Lai Thích Ca đang xây một cái thế giới ở bên kia kìa, thì hoàn toàn là Như Lai nói dối, Như Lai nói láo hay sao? Như Lai không thể nói cái điều đó được. Mà Như Lai phải mượn cái cõi này có ông Phật này, chỗ kia có ông Phật kia, chỗ nọ có ông Phật nọ, ráng tu đi thì ông Phật đó sẽ rước, ông Phật đó sẽ rước, ông Phật đó sẽ rước. Mà thật sự không có ông Phật nào rước hết, chỉ có ông Phật tâm, Phật hạnh, Phật đạo, Phật quả, Phật lực của chúng ta
Ta muốn an lành cỡ nào là chính ta. Ta muốn có bồ đề niết bàn cỡ nào là do ta. Chứ thật ra không có ông Phật ngoài nào khác ngoài Thích Ca Mâu Ni là ông Phật lịch sử. Bây giờ hiểu vậy đó, học tới đây là phải cần hiểu vậy đó, còn không hiểu vậy là thì chịu thua. Không hiểu vậy là coi như chịu thua. Ai mà không chấp nhận bằng lòng như vậy là coi như là chịu thua rồi đó. Nhưng mà thua cũng không phải là thua. Tại vì nó mê vậy, nó tin vậy, nó hiểu vậy thì kệ đó. Giống như bây giờ nó không nghe, nó muốn chết thì kệ nó. Rồi chừng nào mà nó đau khổ quá, lúc đó nó bừng dậy, không sao. Tất cả chúng sanh giai khổ Phật tánh. Cho nên là hiểu tới đây, nghĩ vậy rồi, không có cái chuyện gì mà phải lo lắng. Ai nghe thì nghe, ai nghe thì coi như giác ngộ trước, mở mang cái trí tuệ trước. Còn chưa nghe thì cái vùi đầu trong đêm đen mê đi, tin đi, tưởng đi, tà kiến đi, vọng ngoại đi, rồi nó vọng riết không có, nó cũng quay đầu thôi. Bởi vì nó ăn bánh vẽ, mà nếu nó ăn bánh vẽ tới chừng nó nhận ra được nó ăn bánh vẽ, lúc đó nó quay đầu không sao. Giống như mình đi qua khúc sông vậy, là lỡ cái chuyến thuyền thì rồi cũng còn chuyến thuyền khác đưa vậy mà không sao. Cho nên nếu mà tôi có suy nghĩ rồi, mà Đức Phật cũng đã nói rồi, trong cái việc giáo hóa chúng sanh cũng nghe nó nghe thì cũng tốt, mà nó nghe cũng chẳng lấy gì làm buồn. Mà nó nghe ta được thì một là cái chủng tử nó có, hai căn lành nó có, ba phước đức nó có, bốn nhân duyên nó có, và năm nó có cái quyến thuộc bồ đề với ta thì ta mới nói nó nghe được. Còn mà nó không có quyến thuộc mình, họ với mình chưa từng qua lại với nhau, chưa từng ân nghĩa với nhau, thì thưa các vị là vô duyên đối diện, bất tương phùng. Người xưa còn nói câu đó mà: hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, mà vô duyên đối diện bất tương phùng. Không sao hết. Nó nghe không là cái chuyện của nó, nó tin cái kiểu nào là cái chuyện của nó. Mà nếu nó tin cái khả năng mình thành Phật, nó tin khả năng chính nó thành Phật được, nó có khả năng giác ngộ, nó có khả năng bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng, thì nó thành Phật sớm vậy thôi. Mà cái người mà thành Phật sớm thì làm được lợi lạc cho người ta nhiều hơn. Còn bây giờ nó mê thì nó làm một chút nào đó vậy, không có gì phải lo âu. Thành ra tôi nói là chúng giờ tới đây rồi, mình không có gì phải lo âu hết. Mình sống cuộc đời này chơi đi, thoải mái chơi, cười chơi đi. Phật không thể đem chân lý tuyệt vời, tri kiến Phật mà nói ngay được. Cho nên giả sử có đem nó ra nói, chúng sanh cũng không hiểu và cũng không tiếp thu được. Do vậy Phật phải dùng phương tiện giải pháp tu cho họ lần hồi. Tùy khả năng, tùy từng hạng người, tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng, tùy theo khả năng của từng hạng người để ai cũng được có phần an ổn thanh thoát. Khi căn cơ nhận thức tiếp thu lên cao, bây giờ Phật mới đem giáo lý đệ nhất nghĩa sự thật ra mà phơi bày và chỉ dạy. Cái cuối cùng là đệ nhất nghĩa tất đạt. Mà đệ nhất nghĩa này là cái điều cuối cùng. Khi nào chúng sanh nó thuần thục rồi thì Phật mới đem ra mà để mà nói. Và đặc biệt thì tới đây là Phật nói hết, là tại vì Phật cũng sắp sửa bỏ cái thân này rồi. 80 năm cuộc đời rồi thì Như Lai Thích Ca mình cũng không có còn gì mà giấu giếm nữa. Như Lai sắp sửa trả cái ngũ uẩn này về cho ngũ uẩn, trả cái thất đại này về cho thất đại rồi. Cho nên Như Lai nói vậy đó, đem cái sự cái đệ nhất nghĩa ra mà phơi bày mà chỉ dạy. Cho nên theo quá trình thuyết pháp giáo hóa, Phật có 12 cách lập luận, gọi là 12 bộ kinh. Theo tư tưởng Kinh Pháp Hoa Đại Thừa Phật Giáo thì đủ 12 bộ kinh, còn tư tưởng Tiểu Thừa chỉ có 9 bộ kinh. Tiểu Thừa không chấp nhận cái vấn đề vô vấn tự thiết,
không chấp nhận cái biệt và không chấp nhận phương quả. Đáng lẽ ra Phật phải dạy 12 bộ kinh, 12 cách lập luận, mà vì nhận thức của hàng nhị thừa thấp kém nên một quá trình dài Phật chỉ nói 9 cách mà thôi. Cho đến khi nói kinh Pháp Hoa mới đầy đủ 12 cách lập luận thuyết pháp giáo hoa. Cái vấn đề mà Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất thành Phật hiệu là Hoa Quang là một trọng yếu của ba đời chư Phật. Đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại thọ ký cho Xá Lợi Phất và sau này thành Phật hiệu là Hoa Quang. Rồi Phật Hoa Quang đó tiếp tục thọ ký cho đệ tử là Kiên Mãn, được thành Phật thì gọi là Hoa Túc An Hành. Cho nên thọ ký là chân lý nên ba đời chư Phật đều làm như vậy. Lẽ ra từ lâu Phật phải nói thẳng cho chúng sanh biết rằng cái tri chúng sanh có sẵn cái tri kiến Phật, nhưng Phật bí mật giấu điều này vì căn cơ chúng sanh còn thấp kém, chưa đủ trí tuệ để tiếp thu. Cho nên trong nguồn giáo lý đại thừa, ở trong nguồn giáo lý tiểu thừa, Phật chỉ dạy cho họ có cái mầm mống đại thừa mà thôi. Như vậy thì thưa các vị, thì nói đại thừa tiểu thừa là mình phân biệt sau này thôi. Chứ thật ra ý của cái đoạn này tôi luận giải là trong nguồn giáo lý tiểu thừa đã có cái mầm mống của đại thừa rồi. Nhưng mà vì Phật chưa có thể nói thẳng thừng được, Phật chưa có chỉ cái tri kiến Phật sẵn có cho mình được, cho nên Phật phải nói vòng vòng nào, con ráng tu đi để thành tựu thinh văn, để thành tựu A La Hán, để thành tựu Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, tu đi để thành tựu duyên giác, tu đi để thành bậc Bồ Tát vân vân. Phật chỉ nói vòng 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 vậy để cho chúng sanh là nó muốn thành cái gì nó thành. Nhưng mà trên cái một đoạn đường mà tu đó, đó là nó có đã là cái mầm mống của tư tưởng đại thừa rồi đó. Bởi vì nói đi thì nói lại, chứ nếu mà bây giờ muốn thành Phật mà ta không có đi tu trọn là tứ niệm xứ, ta không có tứ chánh cần, ta không có tứ như ý túc, ta không có ngũ căn, không có ngũ lực, không có bát thất bồ đề phần, không có bát chánh đạo phần, thì làm sao mà không có cái móng đó vững chắc, thì làm sao mà ta có cái lục độ vạn hạnh, rồi không có lục độ vạn hạnh thì làm sao mà ta có thành Phật được. Rồi sẵn đây tôi cũng nói luôn nghe, cái vấn đề mà chia trẻ ra có cái giáo lý gọi là duyên giác thừa, là thập nhị nhân duyên đó, thật sự ra thì đó là mình tiếp tục chia sẻ thấy giống như nó có bốn vậy, chứ thật sự nó có ba. Thinh văn, Bồ Tát, Phật là ba cái tư cưỡng cửa đó là rốt ráo rồi, tột cùng rồi. Nhưng mà tại vì cái đoạn đường mà từ thinh văn mà qua tới Bồ Tát phải chia thêm một lần nữa, cho nên mới có cái thập nhị nhân duyên. Bởi vì các vị nên nhớ nè, cái giáo lý đạo Phật đặc biệt là mình tu cái gì thì mình chứng cái đó, ngộ cái đó. Mà là mình còn sở tu, sở ngộ, sở chứng là vậy đó. Thí dụ như mình diệt trừ được cái kiến tư hoặc. Bây giờ tôi nói tắt lại mà quý vị không hiểu nữa tôi cũng chịu luôn á. Ai mà diệt trừ được cái kiến hoặc và tư hoặc thì thành tựu quả vị cao nhất là A-la-hán. Rồi đã diệt trừ được kiến hoặc tư hoặc rồi, tiếp tục tu tập sửa đổi nữa mà diệt trừ được cái thập nhị nhân duyên á, gọi là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, ái thọ, thủ hữu vân vân đó, thì gọi là diệt trừ được cái gọi là sanh tướng vô minh á. Sanh tướng vô minh hay là còn gọi là vô minh hoặc đó, thì thành tựu cái quả gọi là bích chi Phật. Rồi tiếp tục tu nữa mà tu lục độ vạn hạnh, làm những cái việc mà cứu giúp trần đời mà không còn bị nhiễm ô, thì gọi là việc diệt trừ cái trần sa hoặc nữa đó, thì cái vị đó gọi là Bồ Tát. Thì thành tựu từ cái diệt trừ được cái kiến hoặc tư hoặc, diệt trừ được cái sanh tướng vô minh, diệt trừ được trần sa hoặc, thì bây giờ là thành tựu một vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát này phải từ bất động địa trở lên thì gọi là đăng địa Bồ Tát. Rồi tiếp tục
có đẳng giác, diệu giác nữa, thành tựu một vị Như Lai Thế Tôn. Rõ ràng là như vậy. Làm được tới đâu thì hưởng tới đó. Mà cái hưởng cuối cùng rồi này, hưởng qua quả diệu Phật rồi thì không có hưởng gì hết. Còn cái từ cái đoạn đường mà bắt đầu khởi mầm tu tập từ thinh văn, đây là tu tập khổ, tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, tu 37 phẩm trợ đạo, rồi tu thập diệu nhân duyên, rồi tu lục độ vạn hạnh, vân vân. Thì cái đoạn đường này là đoạn đường có tu, có chứng, có đắc, có ngôi, có vị, có thứ, có đệ. Nhưng mà tới cuối cùng rồi thành vô thượng bồ đề, thì vô thượng bồ đề thì không có còn ngôi vị thứ đệ gì hết. Cho nên các vị học trò ơi, học Phật nó đã vậy đó các vị ơi. Trời ơi, học Phật nó đã vậy, đã hiểu vậy đó, mà con người nó thoải mái vô ngần. Như vậy là không có uổng cơm, uổng nước, uổng tiền, uổng bạc đi chùa, phí công vô ích thưa quý vị ơi. Còn không là coi như là quý vị cứ hết chuyện đau khổ này tới phiền não kia, hết nghi ngờ này tới nghi ngờ nọ, rồi cứ tối ngày cứ hốt phân nhà người. Cho nên bây giờ tôi nói thật với đại chúng là tôi không biết nói làm sao. Nói thật có nghĩa là không còn cái gì để nói nữa. Còn nói giả là còn nói hoài. Nói giả còn vũ khí thiên hạ là còn nói, chứ còn nói thật là nói tới đây là tột cùng rồi. Cho nên các vị cố gắng. Cho nên có những người có tiền của nhiều, có tâm, có công nhiều, nhưng mà tại sao tu hành nó không có an lạc, nó không giải thoát, là tại ta chưa có mở mang được cái trí tuệ. Rồi thậm chí tiền mất tật mang, thậm chí khổ công khổ cực mà không có sáng ra được cái trí tuệ, cho nên cái ngày thành Phật ta không biết được. Chứ sự thật mà ráng cố gắng mà cho nó mở mang trí tuệ, chúng ta hiểu đúng chân lý như vậy, chúng ta sống đúng với chánh pháp, chúng ta hành chánh pháp, rồi chúng ta an lạc với chánh pháp, thì coi như cuộc đời này ta không có cái chuyện gì mà ta phải lo âu sợ sệt hết. Ta không khi nào cái tâm ta nó không còn trụ chỗ nào, ta không còn kẹt chỗ nào, ta không còn chấp chỗ nào, thì ta được an lành vô ngần. Cái phước này gọi là cái phước vô lậu. Còn bây giờ ta cái phước hữu lậu này nó khổ lắm. Cái phước này nó chạy vòng vòng, nó giống như bánh xe bò vậy. Cái con bò nó đi tới đâu thì bánh xe nó lăn tới đó vậy. Thôi, nói ít mà quý vị hiểu nhiều vậy đấy chứ giờ. Để nói vòng vòng cũng vô đó. Như ông già nhà giàu, ông trưởng giả kia cho đồng điều các con mỗi đứa một cỗ xe lớn. Khi chúng ra khỏi nhà lửa, Như Lai cũng thế, khi chúng sanh đã ra khỏi sự khổ não bất luận là do xe thinh văn, duyên giác hay Bồ Tát, bèn cho cái vui, cái lợi ích to lớn hơn xưa. Như vậy thì Như Lai cho cái xe trâu trắng lớn như vậy là cho cái gì? Như Lai cho cái thiền định và giải thoát. Xe trâu trắng lớn là xe thiền định và giải thoát. Thiền định là gì? Thiền định không phải ngồi bằng cái đích. Thiền định không phải ngồi đó mà liêm diêm để mà gục gà gục gửi. Cái thứ đó thiền định đó là thiền định thấp kém, thiền định gọi là sơ cơ. Còn Như Lai cho tới thiền định là Như Lai dạy cho con người đứng yên, là cái tư tưởng đừng có bị sao động, đừng có bị lục cảnh, đừng có bị ngoại trần, đừng có bị thất tình lục dục, bát phong củ kiết thập sử thập triền, nó làm cho con người bị động, bị lay động. Mà Như Lai cho cái thứ thiền định là tâm trí đứng yên, lắng yên. Mà cái thiền định này ban đầu của Như Lai dạy là phải chỉ, là phải dừng,
Đức thứ hai là phải Samatha. Samatha là chỉ phải Tamma Bát Đề là quán. Và bước cuối cùng là khi mà chỉ quán xong rồi thì nó ra cái đáp số là thiền định. Mà khi có thiền định thì mới có giải thoát. Anh mà không có chỉ nghĩa là anh không có dừng lại. Tu hành mà ta không có dừng lại những cái xấu ác, ta không có dừng lại những cái tham vọng, ta không có dừng lại những sai trái, mà để ta ăn năn, ta hối cải, ta làm những điều thiện pháp, thì coi như ta chưa có chỉ đâu. Mà không có chỉ thì làm gì có quán. Cho nên đạo á, nó có những cái pháp môn cần đi tắt, nhưng mà có những pháp môn không được đi tắt. Đức Phật dạy rất rõ, có hai hạng người đáng trân trọng, hạng người có lỗi mà biết sửa lỗi, để mà chuộc lại những cái lỗi lầm đó, mà làm những điều tốt lành, hạng người này đáng trân trọng. Thì ta là con người mà, người phàm mắt thịt ai cũng có những cái sai trái hết á. Nhưng mà làm sao trong cái sai trái đó ta biết sửa sai. Ngoài cái chuyện sửa sai ta phải biết tha thứ. Còn đằng này ta sai mà ta không biết mình sai, rồi mình không có tâm tha thứ, không có tâm vị tha, không có tâm hoan hỷ, thì mình tu cái gì? Có những cái kẻ quá trời vô minh, gọi là sanh tướng vô minh, vô minh dày đặc. Cái gì mà nghe bằng lòng thỏa thích đó, thì coi như là mình nâng bi, mình bảo đỡ, mình tưng hô dạng tế. Cái gì đụng chạm tới tình cảm riêng tư, đụng chạm tới cái kiến hoạch của mình đó, coi như là mình dội trách hờn. Cũng như tôi cũng có một số Phật tử cũng trung thành với tôi lắm mà, nó cũng từng tưng hô dạng tới đó. Nhưng mà nó khi nó đi tới những cái chỗ nơi tu mà nó đạt cái gì theo cái kiểu quỷ ma nó rồi, coi như là họ cũng phải quýnh ngược lại với tôi đó chứ. Tu cái kiểu gì mà còn sống sờ sờ vậy mà mấy cho thầy chùa bày ra, cái ông Thái Long đó, bày ra để mua cái hòm để cho chui vô. Cái rồi đi về khoe với tôi, nó là thưa thầy trò đi tu tội nghiệp, thầy con ông mua cái hòm, ông cho tụi con chui vô, ông đứa nằm vài phút vậy để thưởng thức cái chết, để bằng lòng được cái chết. Rồi con thấy chui vô hòm rồi con thấy con nó nhẹ ra, con thấy coi như có linh thiêng dữ lắm. Tôi quất cho một gậy cái rồi coi như là thù tôi mà thù teo tim mà thù thấu cạch. Con người theo lẽ càng lúc càng phát triển, càng đi lên cho cái trí tuệ mình nó minh mẫn. Anh tu mà tu bậy một cái là sai lầm, giờ bao nhiêu năm mà yêu cầu đi ngược lại sai lầm một cái là sụp đổ hết. Khùng điên như vậy thì tu cái kiểu gì mà tu phan cái một gậy là tự nhiên là giận tôi. Bởi bày ra những cái thứ mà vũ khí thiên hạ, làm cho thiên hạ mê muội mà không có cái lối thoát. Cái gì mà người ta còn ngoài đời mà bắt người ta cạo đầu, chân mày thì đen thui, miệng thì đỏ chét, mà bài bắt ta cạo đầu cũng tuần lễ rồi cho người ta đắp cái y vàng lên rồi dỡ đủ thứ hết. Cái chuyện đó của những kẻ ngu si làm bậy. Dầu cho người ta xuất gia gieo duyên, nhưng mà người ta là Bồ Tát thì cho ta đắp y đắc được rồi. Kiểu như bữa tôi đi qua bên San Jose, tôi giảng có một cái cô Phật tử đó, cổ thọ Bồ Tát giới. Cổ nói thầy con thấy trong này cũng thọ Bồ Tát giới cũng nhiều mà sao người ta không đắp y. Bây giờ con có đem cái y theo mà con muốn đắp mà con thấy nó ngại quá bị không ai đắp, rồi thầy thấy sao? Tôi nói cô làm vậy đúng rồi. Bồ Tát là giới tâm. Giới tâm chứ không phải giới tướng mà mang cái y lòm thòm lõm thỏm vậy. Cô mặc cái gì mà tâm cô là Bồ Tát, cô vẫn là Bồ Tát. Còn cô có đắp mà một con ngàn miếng vải trong mình cô mà tâm cô đầy dẫy những cái tham dục, dâm dục, thực dục, đầy dẫy những cái tham sân si mạn nghi, thì cái vải đó nó trở thành là miếng sắt vụn, miếng sắt nóng đắp trên người thôi.
Còn cái lòng mình thảnh thơi, rỗng rang, thanh tịnh rồi đó thì mình không đắp đi nữa mà tâm Bồ Tát vẫn có. Rồi vẫn có ông thầy không học đạo, không hiểu biết gì hết á. Tôi nhớ cái năm mà cái cô Phật tử mà ở chùa mà tôi ở phe phiêu chết đó. Giờ lên hòa thượng ngon lành, xuất gia theo năm 97 thôi, xuất gia năm 97 mới cạo đầu mà giờ lên hòa thượng ngon lành. Hòa thượng mà không biết con khỉ gì hết trơn á. Rồi người ta họ Bồ Tát giới, người ta chết rồi cái rồi đi vô trong nhà hoàng đó, rồi cái rồi á, đem cái y ra rồi chú nguyện xả với Bồ Tát. Đây là một loại ngu si, mà ngu si vô học. Với Bồ Tát làm sao mà xả? Cho nên sẵn đây tôi nói rộng ra cho các vị nhớ vậy đó. Năm giới xả được, 10 giới xả được, 250 giới của tỳ kheo tăng xả được, 348 giới của tỳ kheo ni xả được. Còn giới Bồ Tát là giới tâm, nó đi suốt con người hết đời này tới đời khác, tận cùng góc biển chân trời. Đã thọ rồi thì không có nói là xả, vì Bồ Tát là giới tâm mà. Ai có quyền xả? Anh thọ giới Bồ Tát là anh thọ giới Phật. Anh phát cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh của anh, Bồ Tát đạo của anh thì sao anh xả? Ai có quyền xả? Cho nên tôi nói các vị đó là bây giờ đó, nhiều cái loại hình tướng mà hình tướng ngu muội, đần độn, không biết mà làm. Thành ra tôi mới nói cô Phật tử đó, cô không cần đắp y. Cô đi tới một chỗ nào đó người ta làm sao cô như vậy mà miệng lòng cô nó an, nó thanh thản, nó tự tại, nó có bồ đề thì nó có niết bàn thôi. Còn tự nhiên bao nhiêu người người ta mặc thứ, mình mặc khác thứ, đứng dòm trong đó coi giống ai không? Vậy thì ta có phải là Bồ Tát không? Cho nên tôi nói với đại chúng vậy đó. Mình cái hình tướng nó cần, nhưng mà cần khi nào? Không cần khi nào. Vì vậy mà tôi mong rằng quý thầy mình đã phải có học đàng hoàng. Dầu học không tới nơi tới chốn 100% hiểu hết, nhưng mà cũng phải học những cái thứ căn bản để dạy Phật tử cho những thứ căn bản, để người ta đừng có sai lầm tầm bậy tầm bạ. Đạo Phật mình nó tuyệt vời vô ngần, mà tại vì con người hướng dẫn sai, hướng dẫn bậy, thành đã vô tình nó làm cho con người quẩn khúc. Tôi nhắc cho đại chúng vậy đó. Có nhiều vị muốn thọ với Bồ Tát không cần tới chùa thọ đâu, không cần chờ có cái trai đàn, có cái đàn giới thọ đâu. Mình ở góc biển, mình ở chân rừng, mình ở nhà, mình đọc với Bồ Tát, mình phát tâm, mình thọ là được rồi. Quan trọng mình có giữ gìn, mình có hành trạng được hay không thôi. Còn dĩ nhiên quy y, thọ trì tam quy ngũ giới thì cái bước ban đầu của mình là cái đó là giới tướng, thì phải có ông thầy, có ông thầy chứng minh truyền giới. Còn chuyện Bồ Tát nó không cần. Bồ Tát là ai là thầy của gì biết không? Chỉ có Phật mới làm thầy của Bồ Tát được thôi. Mà Phật nào? Thích Ca Mâu Ni Phật làm huề thượng đàng đầu để truyền giới cho con. Nhớ trong cái giới Bồ Tát lật ra coi. Rồi chỉ có Ngài Văn Thù là giáo thọ sư. Thỉnh Ngài Văn Thù làm giáo thọ sư, chỉ có trí tuệ mới làm thầy dạy mình được thôi. Chứ còn Bồ Tát thì không lẽ cái ông thầy lâu thôi thinh văn để dạy Bồ Tát. Cho nên Phật Thích Ca làm thầy, Văn Thù làm giáo thọ, và Ngài Di Lặc làm Yết Ma Xà Lê, và mười phương chư Như Lai làm tôn chứng, mười phương chư Bồ Tát làm bạn lữ đồng tu. Đó, mình mà thọ với Bồ Tát, hiểu Bồ Tát là hiểu vậy đó, mới thọ với Bồ Tát. Vậy mà ông thầy không học, không hành gì hết trơn á, đi xả giới Bồ Tát cho người ta. Mình là cái gì mà đi xả giới cho người ta? Cho nên cái không học nó hiển lộ ra cái việc làm nó ngu si như vậy đó, thì các vị nghĩ coi sao?
Cho nên có những cái mà trời ơi, tôi nói giống như tôi chửi lộn, tôi sân hận, nhưng mà ông nói không được. Cho nên làm ông thầy thì phải biện tài vô ngại, lão thông kinh, kinh luật luận, phải coi như là giới đức, phải rõ ràng. Đằng này cái gì cũng nói tầm bậy tầm bạ, nói trên trời dưới đất, nói không có biết cái gì cũng nói. Nói tâm lý cũng nói cho người ta vỗ tay cười cũng nói ngu si, nói mê tín gì đó, nói quyển hoặc quan đường cũng nói. Rồi hỏi cái gì cũng linh, nói đi qua Ấn Độ là linh thiêng. Linh cái gì mà linh thiêng, cái gì mà thiêng? Do những cái người thiện trí, cái người mà coi như nhẹ dạ cả tin. Bởi vì cái tim nó tim non dạ yếu, mà cho nên cái chuyện gì nó cũng linh thiêng. Bởi vì qua bên đó thì dĩ nhiên cái tấm lòng của mình á, mình nghĩ tới cái nơi này là cái nơi xuất thế của một Phật lịch sử. Bây giờ nó cầu thể thỉ ngồi trơ cổ độ mà gác tà phong mặc rũ ê rê, bây giờ nó trở thành xương tàn gạch dụng vậy đó. Mình cho là nó cổ như vậy, nó có thật trong lịch sử vậy. Cho nên lúc đó cái tâm mình nó tạm thời, nó có một sự cung kính, nó lắng động. Thì tự nhiên mình nghe được cái tiếng chim kêu, nghe được cái tiếng thông reo, nghe được cái tiếng lá reo, nghe được cái tiếng vi vu vằn vặt. Cái đó là linh thiêng là vậy đó sao? Hay là linh thiêng cái gì khác? Nếu mà linh thiêng được như tôi nói vậy là quý quá, quý vô ngàn đó. Còn cái kiểu mà linh thiêng là tin là qua đây trên đầu mình có thằng này thằng kia thằng nọ, có con này con kia con nọ, nó đang phò tá cái chỗ linh thiêng đó là bậy phu à. Nếu mà có như vậy thì nó đâu có để cho đạo Hồi giáo mà nó quýnh, nó tàn sát, không còn một cái gì lịch sử đâu. Nó quýnh không còn cái gì, nó sang bằng còn đống thờ gạch vụn thôi mà. Thì linh thiêng cái gì? Rồi còn nói câu là ai đi qua Mỹ là đi tới cái chỗ mà vạn Phật thánh thành đó. Trời ơi, đường đi nó đi lên tới, ai lên tới đó được đó. Rồi ơi, coi như nó linh thiêng lắm. Nó càng ngu muội nữa. Càng ngu muội nữa. Linh thiêng nó không phải là một cái vùng đất. Linh thiêng nó không phải là một con người. Mà đó là những cái người nó khùng khùng đó. Nó khùng khùng rồi nó tưởng tượng, rồi nó đi lên được tới đó, rồi nó tưởng tượng là linh thiêng. Đó là những người này là nếu mà các vị mà có tiền có của, có gần bác sĩ là nên nhờ bác sĩ kiểm tra là cái não bộ, kiểm tra là cái thần kinh của những kẻ khùng khùng này. Còn những kẻ mà người ta có trí tuệ thật, người ta không dùng danh từ linh thiêng. Đạo Phật không có gì gọi là linh thiêng hết. Đạo Phật là sáng suốt, là mầu nhiệm, là tròn đầy, là viên mãn, để làm cho con người nhìn xa trông rộng, nhìn thấy cái gì cũng là vui tươi, cái gì cũng là vô ngã, và nhìn thấy bằng một cái tâm vị tha, lìa bỏ cái tâm ích kỷ ghen hờn, tâm lìa bỏ cho cái tâm tham vọng tình cảm liên ái, lìa bỏ cho cái tâm quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan. Thì đạo Phật dạy như vậy đó. Còn mấy cái người mà nó bị bệnh tâm thần nhẹ đó, nó mới có linh thiêng. Cho nên tôi nói ai mà có mở miệng nói linh thiêng là coi như cái gia đình đó là cũng kém phước đức á. Kém phước lắm mới có cha, có mẹ, có anh, có em, có vợ, có chồng mà tin bậy tin bạ vậy đó. Cho nên cái người mà tỉnh cũng nên đưa đi khám. Đưa bác sĩ khám. Khám cái não bộ, cái thần kinh coi. Theo đạo Phật mà nói linh thiêng là cần nên đi khám bệnh. Cần nên đưa cho người ta đi tới cái bác sĩ tâm lý trị liệu. Đưa tới vật lý trị liệu để mà châm cứu vô mấy cái nguyệt này nè. Mấy cái nguyệt mà nó bị chạm nè. Mấy cái nguyệt mà nó chạm nó sau cổ, nó sau tai, nó sau mắt này nè, chạm. Đi đưa tới vật lý trị liệu để châm cứu. Rồi đưa tới bác sĩ tâm lý trị liệu để rồi tư vấn. Đó là những người nó sắp sửa mà nếu không trị á là thời gian sau là nó cởi đồ, nó chạy vòng vòng ngoài đường. Tôi nói mạnh như vậy, tôi nói cho người ta ghét như vậy đó, để cho không ai thương cũng được. Nhưng mà tôi nói cho những người trí nghe mà để chấp nhận, chứ còn đây tôi không nói cho những người mê nghe.
Những người mê tôi nói vậy nó không chịu, nhưng mà tôi nói cho những người trí nghe, để rồi coi ở trong nhà mình, coi con vợ của mình, coi con chồng của mình, coi cháu của mình, coi con của mình, nó đi chùa, nó đi đạo, nó có về nó nói linh thiêng không. Nếu nó có nói thì nên tìm cái cách để đưa nó đi tâm lý trị liệu, đi vật lý trị liệu. Thậm chí mà nó tin tưởng bậy quá rồi cũng nên mau mau làm giấy gửi nó đi vô cái chỗ tâm thần. Chứ Phật giáo không có chấp nhận cái kiểu linh thiêng. Trời ơi, nói gì là chọc cho người ta ghét, mà cũng tại sao tôi phải nói? Không nói không được. Không nói là tôi ghét các vị đó. Tôi nói như vậy là thương đấy. Thương là muốn cho các vị sáng suốt, chứ không có vụ linh thiêng ở trong đó đó. Mà ai có ghét thì mặc tình. Giờ tôi nói thẳng là tôi không sợ mà. Có ghét tôi cỡ nào tôi cũng không sợ hết. Bởi vì tôi nói chân lý. Tôi lại lấy nói bằng cái tâm chân thật của tôi, bằng cái tình thương tôi muốn giúp cho các vị, để các vị sáng suốt màu nhiệm. Mà các vị muốn mê thì chuyện của các vị, cho nên tôi cũng không có khe. Tôi không muốn sợ. Cho nên cứ ghét đi, cứ thậm chí phỉ báng đi, chửi rủa đi, tôi cũng không có sợ luôn mà. Cho nên có cái những cái mà phải cần nói. Như vậy là cái sự mà Phật cho cái xe trâu trắng lớn là cho cái thiền định, cho cái giải thoát, là cổ xe đưa đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng như ông trưởng giả kia không phạm cái tội nói dối, nhưng coi chừng đừng đem kinh này, sự thật này mà nói với những hạng người vô trí. Nếu mà nói như vậy, mà nói với những hạng người vô trí thì coi như là họ không chấp nhận. Mà hạng người vô trí nó có ba hạng người. Hạng thứ nhất là hạng kiêu mạn, có nghĩa là cái hạng làm phách á. Kiêu mạn là làm phách. Hạng làm phách thì nó nghe này nó không chịu đâu. Nó nghe vậy nó nói là tôi giảng vậy là tôi chửi rồi. Tôi giảng vậy là tôi nói tôi nhiếc rồi. Tôi mắng rồi. Tôi nói trên đầu rồi. Cho nên trên đời này á, tao không có chấp nhận mày khôn hơn tao. Đó là cái hạng kiêu mạn mà nó nghe vậy nó không chấp nhận. Cái hạng thứ hai là hạng lười biếng, cái hạng biếng nhác, hạng ăn không ngồi rồi, ăn sổi ở thì, chỉ chờ đợi ngày mai, ngày kia, ngày nọ, chờ đợi chờ tôi chết rồi, đã rước mấy ông thầy về, tụng kinh, ấm ba la, rồi tụng thất, tụng tuần, tụng sớ, tụng điệp, đề phan, xá hạt, giúp tôi được rồi, tôi có tiền có của mà, tôi bỏ tiền ra tôi mua vui, tôi bỏ tiền ra tôi mua tội, mua phước được á. Cái hạng này là coi như cũng không bao giờ nó chấp nhận, nó nghe gì đâu. Và cái hạng thứ ba là cái hạng ngã chấp, là cái hạng quá tự ái, cũng không bao giờ chấp nhận cái tư tưởng Đại Thừa Phật giáo này. Đó là ba hạng người không thể mà nói cái tư tưởng này, cho họ không thể bằng lòng được. Mà thậm chí họ sẽ không tin, mà họ còn phỉ báng lên lời Phật, để rồi họ chịu cái quả báo ghê rợn. Nên những cái tư tưởng này chỉ nói cho những hạng người lợi căn trí tuệ sáng láng, học rộng, nhớ dai, lòng mong cầu giải thoát, hướng về Phật đạo, lìa xa phàm phu bạn ác, thích vắng vẻ, giữ giới không giận, thương xót mọi loài, thanh tịnh tu hành. Đó là lời Đức Phật nói. Đó. Thôi thì hôm nay nói nhiêu đó thôi, nghĩ được chưa? Nói vậy đó, nghĩ được rồi phải không? Cho nên ông trưởng giả là dù cho Phật, mà Phật là ai? Phật là tâm. Chỉ có tâm mới đầy đủ công đức và pháp. Cho nên mới có là đức tạng và pháp tạng. Cửa tuy mở ra nhưng mà khó ra, tại vì không có người muốn ra, chỉ vì ham mãi mê dục lạc trong ba cõi mà không biết sự nguy hiểm của sanh già bệnh chết khổ não ưu bi. Vì vậy là ông trưởng giả kia là chỉ cho ấn thân Phật để xuất thế cứu độ chúng sanh, vì lợi lạc mọi căn cơ và vận dụng phương tiện thiết giáo có tam thừa, nhưng mục đích tối hậu nhằm hướng dẫn mọi chúng sanh thể nhập Phật thừa tự tánh vốn có. Khi đề cập tam thừa hay ngũ thừa, đó chỉ là phương tiện của Như Lai. Duy chỉ có một Phật thừa là tu hành, là thành Phật. Nhớ, cuối cùng
bản hoài xuất thế của Như Lai chỉ có một Phật thừa mà thôi, là tu hành để thành Phật. Thôi, nghỉ ha các vị ha. Thứ bảy chúng ta gặp nhau tiếp theo, phẩm thứ tư là phẩm tính giải. Bây giờ là coi như mình là dứt điểm được cái phẩm thí dụ thứ ba rồi ha. Mong rằng quý vị nên bồi bổ thêm, tìm hiểu, nghiên cứu, đọc thêm nha. Chứ tôi cũng chỉ là một cái người tầm thường thôi nha, không thể diễn hết được cái lời ý của Phật dạy. Cho nên đại chúng cố gắng tìm kinh, sách, luật luận giải thích cái phẩm thí dụ này để nghiên cứu học thêm. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chào hết tất cả chư Phật hiện